Mỹ nhân thiên hạ nhiều vô kể, thử hỏi tri âm có mấy người. Trong video số 3, Vito TV đã đánh giá Song Nhi là một cô gái vừa xinh đẹp, dịu dàng, tính tình hòa nhã, hết lòng yêu thương tuyệt đối đối với chồng. Song Nhi còn có võ nghệ cao cường, luôn xả thân không từ để bảo vệ chồng. Thử hỏi trên đời này, có nam nhân nào không ước mong có một người con gái như vậy? Có lẽ trong những tác phẩm của nhà văn Kim Dung cũng chỉ có Nhậm Doanh Doanh có thể so sánh được với nàng. Đúng như vậy, nếu so sánh với Song Nhi, theo đánh giá của Bitot TV thì Nhậm Doanh Doanh có một phần nhìn hơn một bậc. Có thể đây chỉ là ý kiến chủ quan, nhưng thực sự Doanh Doanh đúng là một người con gái hoàn hảo. Nàng không chỉ có cả chân, thiện, mỹ mà còn có cả tài. Không chỉ có Song Nhi, trong tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung không có ít những cô gái tài sắc vẹn toàn như Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, Nghi Lâm, Trình Anh hay Vương Ngữ Yên trong top 5 mỹ nhân mà Bitot TV đã đưa ra trong video số 2 của chuyên mục kiếm hiệp kỳ thú. Nhưng kỳ thực, thánh cô Nhậm Doanh Doanh vẫn có cái gì đó khiến cho chúng tôi đánh giá nàng là mỹ nhân được nhiều đấng nam nhi khao khát nhất. Là fan của kiếm hiệp Kim Dung thì ắt hẳn cái tên thánh cô Nhậm Doanh Doanh sẽ vô cùng quen thuộc. Nhậm Doanh Doanh là nhân vật nữ chính trong bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ. Có lẽ nhà văn Kim Dung đã dùng rất nhiều tâm huyết của mình để xây dựng lên nhân vật Nhậm Doanh Doanh. Một nhân vật nữ tươi đẹp, trong sáng, hiểu âm nhạc, võ công cao cường, mưu trí sâu sắc, cai trị bọn bàng môn tà đạo bằng trái tim thép, nhưng mẫn cảm với tình yêu và sống với tình yêu bằng trái tim dịu dàng, vô kể. Nhậm Doanh Doanh được đánh giá là nhân vật nữ hội tụ đầy đủ các phẩm chất về nhan sắc, tài năng và đức hạnh, có thể nói là 10 phân vẹn 10. Bằng tất cả những phẩm chất tốt đẹp đó, Nhậm Doanh Doanh đã trở thành hình ảnh mỹ nhân kiếm hiệp được các chàng trai hiện đại khao khát nhất. Và cũng có thể đánh giá rằng nàng là mỹ nhân hoàn hảo của Kim Dung. Nhậm Doanh Doanh là con gái duy nhất của giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhậm Ngã Hành và vợ Tố Tâm. Nhậm Ngã Hành đã bị kẻ phản đồ là phó giáo chủ Đông Phương Bất Bại giam dưới đáy Tây Hồ sau khi ông quá đắm chìm luyện hấp tinh đại pháp và bị lén ám toán. Để che mắt giáo chúng, Đông Phương Bất Bại đã phong cho Doanh Doanh chức vụ cao trong Nhật Nguyệt Thần Giáo và chăm sóc cô rất tử tế. Vì Doanh Doanh đối xử rất tốt với giáo chúng bên dưới, luôn cứu giúp họ, đặc biệt trong việc cầu xin Đông Phương Bất Bại cấp cho họ thuốc giải Tam Thi Não Thần Đan, nên được các kỳ nhân dị sĩ ma giáo đặc biệt kính trọng và gọi Doanh Doanh là thánh cô. Nhậm Doanh Doanh là hiện thân của tất cả những gì hoàn hảo trong chuyện Kim Dung. Không chỉ sở hữu dung mạo xinh đẹp quyến rũ, Nhậm Doanh Doanh còn có một thân võ công siêu phàm. Điều đáng quý hơn nữa là Nhậm Doanh Doanh luôn sở hữu một đức hạnh nhân hậu giữa chốn giang hồ đầy hiểm ác. Không những vậy, Nhậm Doanh Doanh còn sở hữu vẻ đẹp bí ẩn khiến bất cứ cánh đàn ông nào cũng muốn đam mê tìm hiểu. Với lớp màn che mặt chỉ hiện ra đôi mắt đen sắc lạnh, Nhậm Doanh Doanh nhận được sự kính trọng đặc biệt của các dị sĩ ma giáo. Đẹp, giỏi giang, nhân hậu và bí ẩn, Nhậm Doanh Doanh dường như sở hữu tất cả những điều mà các chàng trai luôn khao khát ở một cô gái mà mình yêu mến. Không chỉ vậy, điều tuyệt vời nhất ở Nhậm Doanh Doanh đó chính là tình yêu thuần nhất, bất vong, bất diệt mà cô đã dành cho Lệnh Hồ Sung. Con người ta cần nhất trong cuộc đời đó là có một người có thể nắm tay và đi đến hết con đường, dù con đường đó có lắm gập ghềnh, lắm sỏi đá, lắm gian nan. Và Nhậm Doanh Doanh chính là người đặc biệt đó trong cuộc đời của Lệnh Hồ Sung. Cuộc gặp gỡ tại ngõ Lục Trúc, Thành Lạc Dương ngày ấy chính là dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của Lệnh Hồ Sung. Nhậm Doanh Doanh đã cứu Lệnh Hồ Sung trong một bộ dạng tàn tạ, không còn sức sống vì cảm kích mối thịnh tình và tương giao âm luật mà Lệnh Hồ Sung đã tặng cho nàng cuốn Cầm Phổ Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nếu như Nhạc Linh San sống bên cạnh Lệnh Hồ Sung từ nhỏ nhưng lại không hề nhìn ra bản chất tốt đẹp của chàng mà còn phụ tình chàng để chạy theo tên công tử mặt trắng Lâm Bình Chi, thì Nhậm Doanh Doanh hoàn toàn ngược lại. Chỉ lần đầu tiên tiếp xúc, nàng đã thấu suốt tâm hồn và bản tính lương thiện hiệp nghĩa trong con người của Lệnh Hồ Sung. Con mắt tinh tường của Nhậm đại tiểu thư không hề thua kém con mắt của Vương Thúy Kiều khi nhận ra người anh hùng Từ Hải. Ngay từ thủa chàng còn hàn vi, chưa làm nên đại nghiệp, Nhậm Doanh Doanh là người con gái có trái tim đặc biệt. Nàng yêu Lệnh Hồ Sung và lệnh cho tất cả môn hạ bảo vệ chàng. Nhưng cũng vì quá yêu chàng mà nàng lại lệnh cho tất cả các đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo truy sát chàng, để chàng không còn con đường nào thoát và phải luôn ở bên cạnh của nàng. Doanh Doanh đã dùng đàn tấu khúc Minh Tâm Phổ Thiện Chú để chữa bệnh cho Lệnh Hồ Sung. Trong cơn mê sảng,
Lệnh Hồ Sung luôn gọi tên tiểu sư muội Nhạc Linh San, và điều đó đã làm nỗi lòng của Nhậm Doanh Doanh đau khổ như tan như nát. Cũng như vô vàn ba người con gái khác, Doanh Doanh cũng biết ghen. Doanh Doanh để giọt lệ ghen tuông của mình rơi xuống cho tình yêu được trọn vẹn. Nàng có cách hiểu khá lạ lùng về tình yêu. Hễ ai không chung tình với quá khứ thì sẽ không chung tình với hiện tại và tương lai. Và vì thế, tình yêu của nàng dành cho Lệnh Hồ Sung hoàn hảo tới mức nhiều người phải giật mình. Có yêu, có ghen, nhưng hiếm có mỹ nhân nào trong kiếm hiệp của Kim Dung lại đối xử với tình địch đẹp như Nhậm Doanh Doanh. Vì người yêu, cô sẵn sàng xem Nhạc Linh San là bạn. Lúc Lệnh Hồ Sung bệnh tật phát tác, Doanh Doanh không quản thân phận cõng Lệnh Hồ Sung lên chùa Thiếu Lâm Tự, chấp nhận bị giam giữ 10 năm để đánh đổi việc Thiếu Lâm Tự đem dịch cân kinh, trị lội thương, cứu mạng cho Lệnh Hồ Sung. Trong khi trước đó, Doanh Doanh đã ra tay sát hại một số nhân vật trong chùa Thiếu Lâm Tự. Cảm kích trước tấm lòng của Doanh Doanh, Lệnh Hồ Sung đã quyết định hành động một cách vô pháp vô thiên, trở thành minh chủ dẫn đám ma giáo bằng môn tà đạo lên chùa Thiếu Lâm Tự đòi trả tự do cho Doanh Doanh. Trên Thiếu Lâm Tự, hai phe chính tà đã diễn ra những trận ác liệt. Nhậm Ngã Hành xuất đầu lộ diện, đấu võ và tranh luận anh hùng với các trưởng môn các phái. Doanh Doanh được cứu, nhưng nàng hiểu rõ rằng trong lòng Lệnh Hồ Sung vẫn không thể quên được hình ảnh của Nhạc Linh San. Tuy vậy, Doanh Doanh vẫn một lòng kiên định, luôn theo sát bên chàng, bày mưu tính kế giúp Lệnh Hồ Sung xây dựng vị thế ở Ngũ Nhạc kiếm phái, bảo vệ Lệnh Hồ Sung trước âm mưu ám sát của Đông Phương Bất Bại cùng sức ép của cha nàng là Nhậm Ngã Hành. Đoạn kết câu chuyện, Nhậm Ngã Hành đã chết đột ngột do những luồng chân khí dị chủng xung đột lẫn nhau. Doanh Doanh lên làm giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo đã hóa giải toàn bộ ân oán của giáo phái này với giang hồ, sau đó cùng Lệnh Hồ Sung kết hôn, xóa bỏ mọi danh lợi hào quang lấp lánh trên đời, trở thành đôi uyên ương tri kỷ đi du ngoạn khắp thiên hạ, cùng nhau hợp tấu khúc tiếu ngạo giang hồ. Duyên tương ngộ, tình tương chi, tâm tương thích. Nhậm Doanh Doanh đối với Lệnh Hồ Sung không chỉ là tình yêu nam nữ, mà còn là tình tri âm, tri kỷ. Người thấu hiểu Lệnh Hồ Sung hơn ai hết, hiểu từ cử chỉ đến nét mặt, từ hành động đến lời nói, cả những âm thanh trong tiếng đàn. Chỉ hơi tiếc rằng, trong bản tân tiếu ngạo giang hồ, do Vũ Chính làm đạo diễn, hình ảnh của thánh cô tuyệt sắc, hoàn hảo, 10 phân vẹn 10 này đã bị mờ nhạt trước một Đông Phương Bất Bại với nhan sắc xinh đẹp, võ nghệ xuất chúng và tình yêu mãnh liệt với Lệnh Hồ Sung, làm cho biết bao nhiêu fan của Kim Dung cảm động và đã muốn Lệnh Hồ Sung và Đông Phương Bất Bại làm một đôi. Cũng thật may mắn là điều đó đã không thành sự thật. Lệnh Hồ Sung và Doanh Doanh cuối cùng vẫn bên nhau, sống một cuộc sống hạnh phúc trọn đời, tiêu dao, tự tại. Còn ý kiến của bạn thì sao? Hãy để lại bình luận của mình dưới video này để cùng các fan kiếm hiệp của Kim Dung đàm đạo nhé. Nếu bạn thích video này, hãy nhấn nút like và đăng ký để ủng hộ kênh YouTube Biết Tuất TV. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhiều điều thú vị về các tác phẩm kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo. Xin cảm ơn.